để phối hợp địa phương thực hiện điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với trường hợp có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Trong ngày hôm qua 1 tháng 8, CDC Cần Thơ đã thực hiện lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại 20 điểm thuộc 7 quận huyện gồm Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Thới Lai, Thốt Nốt, Phong Điền, Cái Răng với 39.979 người test nhanh, 27 người nghi nhiễm và 1.217 PCR. Hôm nay 2 tháng 8. CDC thực hiện 45.700 test nhanh, 20 mẫu PCR đơn và 25 mẫu PCR gộp. Qua đó, điều tra, lập danh sách và thực hiện cách ly phù hợp cho các trường hợp bệnh nghi ngờ mắc bệnh COVID-19. Cũng theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 8 năm 2021, qua xét nghiệm, trung tâm đã phát hiện 49 ca F0 có số thứ tự từ 1539 đến 1587, gồm 42 F0 phát hiện qua xét nghiệm trong khu cách ly tập trung, 7 F0 phát hiện trong cộng đồng qua xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa. Trên cơ sở tổng hợp tình hình dịch tễ sáng ngày 2 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã lưu ý những điểm dịch cần quan tâm chỉ đạo bao gồm các ổ dịch tại An Bình, Ninh Kiều, Hưng Phú, Cái Răng, Trà Nóc, Trà An, Long Quà, Long Tuyền, công ty cổ phần thiên quân bình thủy trường xuân b thới tân chợ thới lai ấp thới thuận a thị trấn thới lai quyền thới lai tân lộc quận thốt nốt bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ công ty thủy sản quang minh khu vực thới hòa thới an quận ô môn